Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Quý vị thân mến, đầu năm thì người Việt hay có thói quen tốt đẹp là đi chùa để có thể cầu bình an, sức khỏe và những điều may mắn khác. Tuy nhiên, ở chốn linh thiêng này không phải tất cả mọi điều đều cầu được ước thấy, bởi Phật chỉ có lòng từ bi hỷ xả, không có vật chất để có thể cho ai. Đứng trước Phật, con người không được phép tham sân si. Bởi vậy, có một số điều không bao giờ được phép cầu xin trước mặt thần Phật, kẻo may mắn đâu chưa thấy đã mất sạch phước phần. Thứ nhất, không nên cầu thuận buồm xuôi gió. Khó khăn trắc trở là điều ai cũng phải trải qua trong cuộc đời. Giáo lý nhà Phật dân dạy con người để họ biết vững vàng đối mặt trước sóng gió, nhận thức vòng nhân quả. Làm việc thiện thì cuộc sống mới bình yên. Bởi vậy, càng gặp gập ghềnh khó khăn thì càng có nhiều cơ hội để bản thân tôi luyện, trưởng thành hơn. Thứ hai, không cầu tiền tài, danh lợi. Thời xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dẫn dắt các đệ tử đi khất thực độ kiếp, hóa duyên, vứt bỏ hết những tâm đen đeo bám vào tiền tài, danh vọng. Phật không đặt tiền tài, danh lợi trong lòng, nên làm sao có thể độ trì cho chúng sinh? Đặc biệt, con người quá tham lam chắc chắn sẽ sinh ra ngông cuồng, vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng vứt bỏ đức hạnh để hãm hại, trù dập kẻ khác. Đến cuối cùng, khi bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp, sẽ phải trả giá. Thứ ba, cầu không ốm đau, bệnh tật. Người đi lễ chùa nếu cầu bản thân không ốm đau, bệnh tật sẽ phạm vào tham niệm. Bệnh tật là do tạo nghiệp mà thành, không phải chỉ cầu là được. Muốn không bị bệnh tật, trước hết hãy loại trừ tâm ác, giữ cho lòng được thanh tịnh, năng làm việc thiện, tích đức. Phật cho rằng tu tâm dưỡng tính mới là căn nguyên đẩy lùi mọi bệnh tật. Thứ tư, không cầu người khác giúp mình. Cầu người khác giúp mình sẽ khiến bản thân bị lệ thuộc, trở nên yếu kém và không thể tự mình vượt qua những lúc khó khăn, nghịch cảnh. Hơn nữa, khi được người khác giúp đỡ thì lúc nào cũng phải sống trong tâm lý mang ơn, buộc phải đền đáp, khó tự do tự tại và đôi khi không thể làm theo quyết định bản thân. Thứ năm, cầu không vướng tà ma. Nhiều người đi chùa cầu để không bị ma quỷ, âm binh quấy nhiễu. Thế nhưng, với nhà Phật hay những ai có tâm hướng thiện, muốn rèn giũa tôi luyện thì ma quỷ chính là người bạn tốt. Khi đã hàng phục được ma quỷ và không bận tâm đến nó, thì bạn đã rèn được tâm tính. Thứ sáu, cầu được giải hiểu lầm, oan khuất. Không nên cầu được giải hiểu lầm, oan khuất bởi người khác càng mắng chửi, khó chịu thì đó chính là đạo hạnh cho mình. Bị người khác sỉ nhục, hiểu lầm thế nào cũng không để ý, không nghĩ cách trả thù, thì công đức mới vẹn toàn. Những điều nên cầu khi đi lễ chùa. Đến với Phật nên sám hối ăn năn, dám thừa nhận chuyện xấu mình từng làm và cầu mong có cơ hội được bù đắp, chuộc tội, hành thiện, giúp kẻ khác. Cầu nguyện tu phước thiện, tránh điều ác, giúp đỡ người hoàn nạn khó khăn, hiếu thuận với gia đình. Cầu chư Phật, Thánh Thần phù hộ cho gia đạo bình an, con cái thông minh học giỏi, ngoan ngoãn, gia đình hưng vượng, an lạc. Đi lễ chùa cầu phúc là truyền thống bao đời nay của người dân đất Việt. Tuy nhiên, nếu bạn làm những điều này khi lên chùa thì e rằng bao nhiêu công quả cũng tiêu tan hết. Hãy tiếp tục theo dõi video để biết những điều tuyệt đối tránh không làm khi lễ chùa đầu năm bạn nhé. Chớ làm điều này khi đi lễ chùa, họa nhiều hơn phúc. Thứ nhất, khạc nhổ bừa bãi, nằm ngồi tùy tiện. Đã bước chân vào cửa chùa thì nên ý thức mình đang ở chốn linh thiêng. Nhất là trong Phật đường và Tam Bảo, càng phải giữ tâm thành kính. Chuyện khạc nhổ là điều cấm kỵ khi đi lễ chùa, là hành động bất kính với thần Phật. Ngoài ra, dù có mệt mỏi thì cũng nên tìm nơi nghỉ chân thích hợp bên ngoài sân chùa. Tuyệt đối không được nằm hay ngồi tùy tiện vào bên trong Phật đường hay Tam Bảo. Phạm phải những điều này khi đi lễ chùa thì có năng đi lễ cầu phúc cũng bằng không. Thứ hai, nói to, cười đùa vô ý. Theo quan niệm dân gian, người ta kiêng nói chuyện quá lớn tiếng trong chùa, càng không được cười đùa vô ý, bởi nhà chùa là nơi thanh tịnh, là nơi tĩnh tâm, thờ cúng Phật. Chính vì thế, mọi người đều đi lễ chùa với lòng thành kính. Việc nói cười, đùa giỡn ở chốn này được coi là bất kính và đại kỵ, trái với ý nghĩa đích thực của việc bái Phật. Thứ ba, ăn mặc thiếu chỉn chu. Cách ăn mặc của mọi người là vấn đề môn thuở, nhưng xã hội càng phát triển thì dường như xu hướng ăn mặc thiếu vải càng lên ngôi. Ở đâu đó, việc ăn mặc hở hang có thể là thời trang, là xu thế,
nhưng riêng ở nơi thờ cúng thần Phật như chùa chiền thì đó là sự bất kính, thiếu tôn nghiêm. Khi đi lễ chùa, tốt nhất bạn nên cất những bộ quần áo màu sắc rực rỡ quá mức hay những chiếc váy đầm, quần sóc quá ngắn, áo hở vai. Trang phục phản cảm sẽ khiến cho bao nhiêu công quả chẳng được thần Phật chứng giám bởi hành động bất kính của bạn. Tốt nhất bạn nên chọn trang phục trang nghiêm, chỉn chu, giản dị mà vẫn gọn gàng, sạch sẽ, không cần phải diện đồ lộng lẫy khi đi lễ chùa. Còn nếu ăn mặc lố lăng đến làm vẩn đục cửa chùa thì chính là hành động phạm giới, khiến công quả tiêu tán mà quả báo thì vô cùng. Thứ tư, cúng đồ mặn ở Phật điện. Phật điện còn được gọi là chính điện, tức nơi thờ tự của chính ngôi chùa. Ở nơi này không được đặt đồ cúng mặn mà chỉ được dâng lễ chay mà thôi. Nếu bạn sắm lễ mặn thì hãy dâng lễ ở những khu vực chùa có thờ tự các vị đức ông, thánh mẫu. Nên nhớ chỉ đặt ở ban thờ hay điện thờ mà thôi, đừng dâng lễ sai chỗ mà phạm phải điều bất kính với thần Phật. Có những nguyên tắc cơ bản khi đi lễ nhất định phải biết, bạn chớ quên. Thứ năm, dâng Phật vàng mã, tiền âm phủ. Khi đi lễ chùa, mọi người thường có thói quen mua đồ lễ, nhưng nhớ là không được dâng cúng Phật tại chùa bằng vàng mã hay tiền âm phủ. Nếu bạn đã lỡ sắm lễ này thì nên đặt ở ban thờ thần linh, thánh, mẫu hay ban thờ đức ông. Tiền thật cũng nên tránh đặt lên hương án của chính điện mà nên bỏ vào hòm công đức là hơn. Thứ sáu, vào chùa bằng cửa chính. Một trong những điều kiêng kỵ khi bước chân vào cửa chùa chính là đi vào chùa qua cửa chính. Theo lễ nghi của nhà chùa, cửa chính dành riêng cho Đức Phật, Ngọc Đế, Quân Vương. Dân thường khi đi lễ chùa chỉ nên đi vào cửa phụ mà thôi. Thứ bảy, mang nhiều đồ đạc linh tinh vào bái Phật. Những đồ tùy thân mang theo người như mũ, áo, khăn, túi sách, gậy gộc chớ nên mang vào khu tam bảo. Tốt nhất trước khi vào bái Phật, bạn hãy đặt đồ đạc của mình lên trên bàn, trên chiếu. Nếu không thì đặt ở góc tam bảo rồi mới tiến hành bái Phật. Tránh để đồ đạc linh tinh bừa bãi ảnh hưởng đến không gian thành kính nơi cửa chùa. Thứ tám, lấy đồ của chùa mang về nhà. Của bụt mất một đền mười. Đồ của chùa tuyệt đối không được lấy mang về nhà, trừ khi được người nhà chùa cho phép. Phật điển đã ghi rõ, nhân nhỏ, quả lớn. Thành tâm cúng dường thì lễ dù nhỏ cũng vẫn có được phúc báo lớn. Còn những kẻ tâm địa xấu xa, giáp tâm trộm đồ của thần Phật thì chỉ là thứ rất nhỏ thôi, nhưng cũng gây ra quả báo cực kỳ lớn. Ngoài ra, người xưa còn có lệ, sau khi thụ lộc tài ở chùa thì lưu lại chút ít công đức ở chùa, tùy vào điều kiện của gia chủ, chớ nên xem đó là việc đương nhiên. Khi sư trụ trì cho thì thoải mái nhận, bởi làm vậy dễ phạm tội, luân đạo thực quả báo, là căn nguyên khiến cho con người ta rơi vào địa ngục khi chết. Về nguyên tắc ra vào chùa, khi đi qua cổng tham quan vào chùa nên đi vào cửa giả quan bên phải và đi ra bằng cửa không quan bên trái. Phải lưu ý rằng cửa chính giữa, cửa trung quan chỉ dành cho thiên tử, bậc cao tăng, bậc khoa bảng. Vì thế nếu để ý một chút, bạn sẽ thường thấy, ngày thường nhiều chùa không mở cửa chính để tránh có những sai phạm không đáng có. Một điều nhỏ nữa là đi lễ chùa, bạn tuyệt đối đừng dẫm lên bậu cửa trước mà phải bước qua bậu cửa vào Phật đường và tam bảo. Không nên đi giày dép, nhai chầu, hút thuốc. Khi đi lễ chùa đầu năm, bạn nên dâng hương tại đỉnh đặt bên ngoài, hạn chế thắp hương bên trong chùa, vì có thể gây ảnh hưởng đến tượng Phật, pháp khí. Không cắm hương tùy tiện vào tay tượng, gốc cây hay đổ lễ. Khi công đức bạn cũng nên nhớ rằng tiền nên đặt ở trong hòm công đức, tránh trường hợp đi giải tiền ở khắp nơi, khắp các bàn bệ hay đặt tay vào tượng. Điều này không mang lại may mắn cho bạn, nhưng một phần sẽ trở thành một hành động xung tục, làm mất đi vẻ đẹp linh thiêng và tôn kính nơi đền thờ, miếu mạo. Một số lưu ý khác. Xưng hô ở chùa, bạn nên dùng Phật danh A-di-đà Phật thay cho tên gọi để mở lời chào trụ trì và tăng ni trong chùa. Khi ra về cũng nên dùng câu này để bái biệt. Với nhà sư thì xưng là A-di-đà Phật, bạch thầy và xưng mình là con. Chú ý hành xử, nói năng đúng mực. Không sử dụng đồ của chùa như ăn uống, thụ lộc, nên lưu công đức dù ít hay nhiều. Khi bước đi không nên cắt ngang qua mặt những người đang quỳ lạy. Muốn làm lễ thì không nên quỳ phía sau những người đang đứng thắp hương. Theo quan niệm của Phật giáo, Đức Phật chỉ phù hộ an bình, che chở cho chúng sinh chứ không độ về đường công danh, tài lộc. Nếu muốn cầu về những đường này, bạn nên đến các đình đền.
Truyền thống tốt đẹp cũng phải đi kèm với những thái độ và cử chỉ tốt đẹp. Đừng vì sân niệm và sự thiếu hiểu biết của bản thân mà khiến cho những giá trị tốt đẹp của dân tộc bị ảnh hưởng. Chúc các bạn có một năm mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh Dòng chảy cuộc đời và bấm vào chuông thông báo để nhận thêm những video bổ ích, ý nghĩa của kênh bạn nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.